Xin chào mọi người. Hôm nay em có duyên được sở hữu một cái chóe vô cùng xuất sắc. Nó là một cái chóe cổ vẽ tích lưỡng long trân châu, đẹp hoàn mỹ nhất từ trước đến nay mà em được có duyên sở hữu. Thì cách đây cũng vài năm trước, em cũng có duyên được sở hữu một đến hai cái vẽ song long. Nhưng mà riêng cái này chàm xanh, đẹp tươi, men trứng diệt và cái men kính nó còn bóng và còn khỏe, chắc, rất là chắc mà khỏe cực kỳ luôn. Thì đây là một trong những cái gọi là trong những cái dòng chóe, thì cái này nó gọi là siêu phẩm, đẹp xuất sắc mà em đã có duyên mà sở hữu đó. Thì hôm nay em xin trân trọng gửi đến cho mọi người cùng yêu những cái vẻ đẹp, những cái tinh hoa của cái chóe cổ này để cho mọi người cùng xem và ngắm và hữu duyên những cái món đồ xuất sắc như thế này. Đấy. Em xin phép em lấy cái nắp ra để mà nó sẽ an toàn hơn, vì nhỡ mà quay thì nó có cái sự cố thì nó rất là đáng tiếc. Đây, em xin quay cho các bác xem. Trong những cái chàm thì người ta hay gọi đây là gọi dòng chàm gọi là chàm sapphire, có nghĩa là người ta dùng ngày xưa là cái dòng đá mà đá làm đá quý, đá sapphire nó cũng còn tương đối nhiều, thì người ta giả cái đá ra và cái màu của nó thường nó bóng mà nó đẹp, mà nó xanh ngát đấy. Và đây là một trong những cái dòng men chàm đẹp xuất sắc như thế này. Đấy. Ở dưới đây là cái sóng thủy ba này, các bác thấy vẽ đều đặn, vẽ rất là đẹp luôn. Có nghĩa là hai con rồng nó tranh nhau một cái quả châu hoặc là cái quả ngọc. Thì cái con rồng nào mà ngậm được cái quả ngọc này thì nó là một cái sức mạnh vô đối. Đấy, trong những cái dòng loài rồng. Đấy. Ở trên là vẽ ban mai này, cách điệu vẽ ban mai rất là đẹp luôn. Đó, vẽ rất là đẹp, rất là tơ tóc. Cái mắt mũi rồng vẽ rất là hoàn chỉnh. Đấy, vẽ riêng cái râu rồng này vẽ uyển chuyển này. Đấy. Và cái tinh hoa, một trong những cái vẻ đẹp đó là tuy là cái lớp men bóng bên ngoài, lớp men kính bên ngoài vẫn còn, nhưng mà cái chàm bên trong nó đã khô này mà nó vẫn còn giữ được cái lớp men bóng chuẩn xịn 100% như thế này. Nó còn ở cái lớp men bên ngoài, nó không bị xuống men mà nó cũng không bị mất men rất là nhiều. Đấy, nên nó còn giữ được toàn hảo 100%, giống như là mới sản xuất như vậy. Đấy. Mà một cái ưu điểm đó là cái men chàm này nó khô này. Đấy. Thì đây là một trong những cái mà đồ giả không bao giờ làm được. Nếu như mà đồ giả mà có làm được đi chăng nữa thì nó phải ngâm qua một lớp axit để bào mòn cái lớp men, hoặc là bán cát vào để cho bào mòn lớp men, thì nó sẽ tạo ra một những cái vết xước mà gọi là vết xước nhân tạo, hoặc là những cái vết bị ố đều hết luôn do ngâm axit. Còn riêng này là vẫn giữ được cái lớp men bóng, men kính. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây là cái viền bên trong này. Đấy. Đồ cổ xịn này, nó phải như thế này này. Đấy. Và đây là cái viền chôn này, các bác thấy này. Đó, viền chôn đẹp mỹ miều luôn. Đó. Đây là một cái nét điểm nhấn mà để chúng ta thấy này. Đây là qua bị ố đều, qua bị thời gian này. Đó, chỗ trắng chỗ đen, chỗ trắng chỗ đen, nó không có đều. Có nghĩa là đây là cái phần mà lộ cốt của nhà sản xuất vào đời nhà Thanh. Thì người ta để lộ cốt, người ta không có tráng men, nên thành ra là cái vết này là nó bị thẩm thấu bởi thời tiết, bị bụi bẩn. Đấy. Chỗ trắng chỗ đen. Đấy. Lớp men chàm vẽ xuất sắc luôn. Cái này mà đứng thứ hai thì em nghĩ chắc không có cái nào đứng số 1 đâu.
trong những cái dòng chóe sông Long men chàm xanh đẹp như thế này. Đấy. Và đây là cái nắp. Đây, các bác thấy này. Đấy. Cái nắp này thì nói chung là núm thì còn lành này. Đấy, mà cái phần đây thì người ta đã bịt bạc. Đấy, bạc hay là đồng này, đây người ta bịt vào. Đấy, để bảo vệ, và cái phần này là nó bị có thể là bị sứt. Sứt một góc nó nhỏ. Để em có thể em đo này. Đấy. Bởi vì cái khi mà tỷ lệ bịt là bao giờ người ta cũng bịt lắng vào. Người ta bịt lắng vào bên trong. Đấy, người ta bịt lắng vào bên trong để mà nó giữ luôn cả cái phần bịt. Đấy, nhưng mà chưa đến một nốt ngón tay này. Đấy, cái phần chiều rộng này. Chiều rộng thì chưa đến một đốt ngón tay, mà chiều dài thì nó cỡ khoảng 2 đốt ngón tay. Đấy, chiều dài thì khoảng 2 đốt ngón tay. Đấy. Men chàm xuất sắc, đẹp, mỹ miều. Đó, thường thường người ta vẽ màu chàm đen quệt, gọi là cho có thôi, biểu tượng cho có thôi. Còn đây thì chàm xanh, gọi là chàm sapphire, đẹp. Đấy, chôn cốt này, bên trong lợi nắp này. Đây là cái cốt, lộ cốt thật 100%, xịn luôn. Đấy. Và để đảm bảo bảo hành chuẩn cổ cho món đồ thì em luôn có cái giấy bảo hành đảm bảo cổ xịn cho tất cả món đồ mà em muốn gửi đến cho mọi người, để mà mọi người an tâm hơn khi mà mình sở hữu những cái chất đồ tốt và quý như thế này. Đấy. Và bác nào mà có cái nhu cầu muốn hữu duyên những cái chóe cổ như thế này thì trong những cái thú chơi đồ đứng á, người ta hay nói là nhất chung nhì chóe. Đấy, nhất chung nhì chóe. Chung thì thường thường là nó không có vấu. Chung là nó không có vấu như thế này, còn chóe là nó hay có cái vấu. Chóe là hay có cái vấu để thường thường người ta làm một cái quai bằng đồng. Làm một quai bằng đồng người ta xỏ vào. Nhưng mà em thì em gỡ ra, bởi vì là mình là người sưu tầm, mình để trong trong tủ thì để như thế này nó sẽ đẹp hơn. Đó. Thì bác nào mà có muốn nhu cầu muốn hữu duyên những cái chóe này thì gọi điện cho em để mà em trao duyên gửi về tận nơi cho các bác, để mà được hữu duyên những cái tác phẩm, những trang phẩm quý như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.